Tiểu sử Trương Định, Bình Tây Đại Nguyên Soái. Trong dòng chảy lịch sử khoa bảng Việt Nam, dòng họ Trương là một dòng họ hiếu học, có nhiều đóng góp cho đất nước. Nếu như ở con đường khoa bảng, họ Trương có tiến sĩ Trương Công Giai, là vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng thời phong kiến, hay tiến sĩ Trương Đăng Quế, người khai khoa đất Quảng Ngãi, thì ở ngạch tướng võ có Bình Tây Đại Nguyên Soái, đoạn nửa sau thế kỷ 19. Thông hiểu binh thư và võ nghệ. Trương Định, hay còn có tên khác là Trương Công Định, sinh năm 1820 tại xã Tư Cung, huyện Bình Sơn, phủ Tư Nghĩa, trấn Quảng Ngãi, nay là xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, trong một gia đình quan chức yêu nước. Theo ghi chép của các sử gia dưới triều Nguyễn, Trương Định sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh tiếng, lại sống tại vùng đất hiếu học, nên mặc dù không muốn quan tâm theo con đường cử nghiệp, nhưng Trương Định vẫn được giáo dục bài bản, thông hiểu binh thư và võ nghệ, đặc biệt là tài bắn. Theo Nguyễn Thông trong Lãnh binh Trương Định truyện, thì Trương Định có trang mạo khôi ngô, thông hiểu binh thư và bắn giỏi. Sách Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn chép, Trương Định am hiểu võ nghệ, dũng cảm mưu lược. Pauline François Alexander Viau, nguyên trưởng đồn kiêm giám đốc bản xứ sự vụ Gò Công, giám đốc nội vụ Nam Kỳ, trong quyển Những năm đầu tiên ở Nam Kỳ cho biết, Trương Định cao lớn, nước da trắng, dáng người thanh tú. Thời vua Thiệu Trị, vào năm 1844, Trương Định theo cha vào Nam và trở thành bậc tiền hiền, khai mở vùng đất Tân An, Định Tường. Sau khi cha mất, ông ở lại vùng Gò Công và kết hôn với bà Lê Thị Thưởng, vốn là con gái của một hào phú ở huyện Tân Hòa, Gò Công Đông ngày nay. Năm 1854, hưởng ứng chính sách khẩn hoang của triều đình Huế do Nguyễn Tri Phương thi hành, ông đem hết tài sản đi chiêu mộ dân nghèo vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi vào khai hoang lập đồn điền ở Gia Thuận, thuộc huyện Gò Công Đông ngày nay, và được bổ chức phó quản cơ của đồn điền. Ý chí chống thực dân Pháp của Bình Tây Đại Nguyên Soái. Thực ra, ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Trương Định đã sớm mang trong mình tư tưởng kháng Pháp, nên việc quyết định ở lại, chiêu mộ quân sĩ, lập đồn điền còn mang nhiều ý nghĩa, trong đó quan trọng nhất là chuẩn bị lực lượng để kháng Pháp. Cùng với việc tập hợp lực lượng, xây dựng các chiến lược chống lại quân Pháp, Trương Định còn tiến hành nhiều hoạt động khác để xây dựng nguồn lực lâu dài. Trong đó, việc cưới người vợ thứ hai vừa là cơ duyên, vừa là thêm động lực chống lại quân xâm lược. Bởi người vợ này của ông không phải ai khác mà chính là bà Trần Thị Sanh, là chị em con cô con cậu với bà Từ Vũ Thái Hậu, mẹ của vua Từ Đức. Giới nghiên cứu sử học đánh giá, đây là cuộc hôn nhân đặc biệt xứ Nam Kỳ bởi nó liên quan đến vận mệnh của đất nước. Bà vợ này là một trong bốn người giàu nhất vùng Gò Công lúc đó, thêm một sự hậu thuẫn để Trương Định kháng Pháp. Tháng 4 năm 1861, thực dân Pháp chiếm thành Định Tường. Tháng 11 năm 1861, chiếm thành Biên Hòa, và đến tháng 3 năm 1862, giặc Pháp tấn công chiếm thành Vĩnh Long. Triều đình ký hòa ước Nhâm Tuất vào ngày 5 tháng 6 năm 1862, các ba tỉnh miền Đông là Biên Hòa, Gia Định và Định Tường cho Pháp. Tiếp đó, triều đình ra lệnh cho Trương Định bãi binh, phong làm lãnh binh An Hà, buộc phải bãi binh ở Tân Hòa và gấp rút nhận chức mới ở An Giang. Nhưng lòng dân và nghĩa quân không chịu. Trong lúc đang lưỡng lự giữa ý dân và lệnh vua chưa biết ngã về đâu, thì Trương Định nhận được thư của Nghĩa Hào huyện Tân Long, Chợ Lớn, tỏ ý muốn cử ông làm chủ soái ba tỉnh để giết giặc. Cảm kích sự tín nhiệm của những người yêu nước và nhân dân, Trương Định đã khước từ lệnh của triều đình và nhân danh hiệu Bình Tây Đại Nguyên Soái do nhân dân phong, tiếp tục cuộc chiến đấu chống giặc Pháp. Tháng 11 năm 1862, Trương Định cử các đội trinh sát đi hoạt động ở khắp nơi. Ngày 6 tháng 12 năm 1862, nghĩa quân Trương Định tấn công một chiến thuyền của quân Pháp trên sông Vàm Cỏ ở gần Trảng Bàng, Tây Ninh. Đến ngày 17 và ngày 18 tháng 12 năm 1862, Trương Định ra lệnh cho nghĩa quân đồng loạt mở cuộc tổng công kích vào các vị trí chiếm đóng của quân Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, Biên Hòa, Định Tường và Gia Định. Trước tình hình đó, đầu năm 1863,
quân Pháp tổ chức những cuộc hành quân càn quét vào căn cứ Tân Hòa Gò Công của nghĩa quân Trương Định. Ngày 16 tháng 2 năm 1863, Đô đốc Bonnard, tổng chỉ huy quân Pháp ở Nam Kỳ, đến Gò Công trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công. Do thế giặc quá mạnh nên Trương Định vừa cho nghĩa quân mật phục đánh địch liên tục, vừa ra lệnh cho đại bộ phận nghĩa quân rút đi nơi khác để bảo toàn lực lượng cho cuộc chiến lâu dài. Từ đó, Trương Định lấy Gò Công làm địa phận chính để mở các trận tấn công Pháp, lấy biệt danh căn cứ là Đám Lá Tối Trời và xây dựng binh pháp riêng của nghĩa quân để tiếp tục kháng Pháp. Một mặt, Trương Định xây dựng lại lực lượng, mặt khác ông kêu gọi các sĩ phu yêu nước hãy đứng lên góp công góp sức, hiến kế đánh giặc. Đó là lời hịch tháng 8 năm 1864. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Trương Định, khắp nơi một làn sóng kháng chiến lại nổi lên ở Mỹ Tho, Tân An, Gò Công, Cần Duộc, Chợ Lớn và vùng giáp tranh Biên Hòa. Nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường, Hội Khoa học Lịch sử Tiền Giang phân tích, sở dĩ Trương Định tập hợp được lực lượng đông đảo như vậy là do ông đã giành được lòng tin của nhân dân và có sự yểm trợ ngầm từ phía triều đình. Vị anh hùng dân tộc tiêu biểu thời chống Pháp. Sau hàng loạt cuộc nổi dậy của nghĩa quân của Trương Định, mở rộng từ Gò Công đến Gia Định, lan sang nhiều địa phương khác như Bà Rịa, Tây Ninh, quân Pháp đành phải tập trung lực lượng đàn áp và ra sức truy tìm để diệt ông. Đến ngày 19 tháng 8 năm 1864, do biết nơi ở của Trương Định, tên phản bội Huỳnh Công Tấn do quân bao vây đột nhập vào nhà, Trương Định và những nghĩa quân của ông chiến đấu chống trả quyết liệt, diệt được một số quân địch nhưng lại bị thương nặng. Biết mình không sống được và quyết không để rơi vào tay giặc, Trương Định đã rút gươm tự sát để bảo toàn khí tiết người anh hùng. Năm ấy, ông 44 tuổi. Giáo sư Trương Minh Nhật, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu cũng là hậu duệ dòng họ Trương cho rằng, cuộc khởi nghĩa của Trương Định chỉ kéo dài 5 năm nhưng đã để lại nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là tập hợp được lực lượng nhân dân yêu nước đánh Pháp. Thứ hai là thể hiện tinh thần độc lập tự chủ trong việc đề ra đường lối kháng Pháp. Thứ ba, cuộc khởi nghĩa của Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất vùng Nam Bộ trong giai đoạn đầu của phong trào kháng Pháp. Cũng theo các chuyên gia lịch sử, Trương Định với vị thế là võ quan theo ý thức hệ Nho giáo, với tam cương ngũ thường làm cốt lõi, trong đó tư tưởng trung quân là tiêu chí quan trọng nhất. Thế nhưng vì lấy yêu nước thương dân làm lẽ sống nên ông dứt khoát thoát khỏi sự ràng buộc của quan điểm trung quân mù quáng. Đó là điểm nổi bật nhất về mặt tư tưởng của Trương Định. Sau khi Trương Định mất, bà Trần Thị Sanh là người vợ thứ của ông và nhân dân mang ông về an táng rất trọng thể tại một địa điểm nay thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Năm 1964, ngôi mộ và đền thờ ông được tu bổ khang trang và giữ nguyên dáng dấp đến ngày nay. Còn ở tại quê nhà Phủ Bình Sơn, Quảng Ngãi, năm 1871, vua Tự Đức sai truy tặng ông phẩm hàm và cho lập đền thờ ông tại Tư Cung, nơi ông sinh trưởng và giao cho các quan tỉnh Quảng Ngãi tế tự hàng năm. Tuy sự nghiệp cứu nước chưa thành, nhưng anh hùng dân tộc Trương Định đã để lại tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân và tinh thần kiên trung bất khuất. Tinh thần Trương Định và cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo mãi mãi lưu danh cùng non sông đất nước. Biết ơn vị thủ lĩnh Đám Lá Tối Trời, hàng năm đến ngày giỗ ông 20 tháng 8, nhân dân vùng Gò Công, nhà nào cũng lập bàn thờ ngoài trời và làm lễ tại đình. Lễ giỗ ông ngày nay trở thành ngày hội của nhân dân trong vùng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tấm lòng thành kính của con cháu hậu duệ đối với vị nhân sĩ nặng lòng yêu nước thương dân có công lao to lớn trong sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.